ông Lê Ngọc Thành, thường vụ quận ủy, trưởng ban dân vận quận ủy quận Thủ Đức. Xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Thanh Nhân, thường vụ quận ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, trưởng ban chỉ đạo hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu ông Vương Quyền, quận ủy viên, trưởng phòng văn hóa và thông tin quận Thủ Đức. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Cẩm Vân, quận ủy viên, phó ban dân vận quận ủy quận Thủ Đức. Xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Văn Sơn, giám đốc trung tâm văn hóa quận Thủ Đức. Và chúng ta cũng xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị có sự hiện diện của ông Trần Quang Dương, phó tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, là đơn vị đại diện cho buổi diễn lần này. Đặc biệt chúng ta cũng cổ vũ cho sự có mặt đông đủ của các đồng chí trong ban lãnh đạo, ban tổ chức buổi diễn, sự có mặt của các đồng chí trong ban lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn, ban quản lý ký túc xá các đơn vị, cơ quan, ban ngành, trường học tham gia buổi diễn, và sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo của đảng ủy, ủy ban nhân dân, ban ngành đoàn thể 12 phường. Đặc biệt xin giới thiệu và cảm ơn hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, cảm ơn phóng viên của bản tin Thủ Đức đã đến ghi hình và đưa tin. Và một lần nữa thì chúng ta hãy cùng nhiệt liệt hoan nghênh cho đông đảo các diễn viên, cổ động viên cùng những quý vị khán giả yêu thích phong trào văn hóa văn nghệ có mặt ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Thanh Nhân, thường vụ quận ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, trưởng ban chỉ đạo hội nghị lên phát biểu khai mạc. Kính thưa các đồng chí, kính thưa quý vị khán giả cùng các diễn viên, các đội văn nghệ, trong không khí vui tươi sôi nổi của đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 12 năm thành lập quận, 1 tháng 4 năm 1997, 1 tháng 4 năm 2009, kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2009, kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2009, và kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2009. Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quận Thủ Đức tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2009. Xin thay mặt lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận và ban chỉ đạo xin gửi đến quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, nghị quyết lần thứ 4 ban chấp hành trung ương đảng khóa 7 đã chỉ rõ nhiệm vụ trung tâm của văn hóa văn nghệ nước ta là góp phần xây dựng con người Việt Nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng, ngang tầm với sự nghiệp đổi mới, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Do đó, hàng năm quận Thủ Đức đã duy trì tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng, tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa văn nghệ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhằm góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Với chủ đề ca ngợi thời đại và Bác Hồ kính yêu, ca ngợi công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu cuộc sống và Thủ Đức tự hào. Năm nay, hội diễn văn nghệ đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của 73 khu phố, của Hội cựu chiến binh 12 phường, các đơn vị ban ngành đồng tại một quận, bố trợ văn minh thương nghiệp cùng với các đơn vị thành phố đóng trên địa bàn quận như công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, điện lực Thủ Đức, bưu điện Thủ Đức và 8 trường đại học cao đẳng trung cấp trên địa bàn. Hội diễn sẽ diễn ra trong 19 đêm tại trung tâm văn hóa và 12 phường. Điều đó đã chứng minh mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhất định, nhưng các hoạt động văn hóa văn nghệ vẫn đã và đang tạo được không khí lạc quan và lời ca tiếng hát phục vụ tốt cho đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân.
Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các đơn vị, các mạnh thường quân, các nhà tài trợ đã đồng hành hưởng ứng, giúp đỡ hỗ trợ cho hội diện. Tin tưởng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị, sự tích cực của các tổ văn nghệ, sự công tâm của ban giám khảo, sự nhiệt tình ủng hộ của khán giả, hội diện sẽ thành công tốt đẹp. Thay mặt ban chỉ đạo, tôi xin tuyên bố khai mạc hội diện văn nghệ quần chúng quận Thủ Đức năm 2009. Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, chúc hội diện thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, các chị và các bạn thân mến, công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức trong nhiều năm qua đã đồng hành và hỗ trợ cho các sự kiện văn hóa trên địa bàn Thủ Đức. Nhân buổi khai mạc đêm nay, chúng tôi trân trọng kính mời ông Trần Quang Nhường, phó tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức lên phát biểu chào mừng. Thank you.
tự nhiên trong nguyên thi